Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát và tổng hợp danh sách 18 cơ sở lưu trú du lịch gồm các khách sạn từ 2 đến 5 sao làm điểm cách ly có thu phí cho người nước ngoài và làm việc tại Việt Nam. Sở này cũng cho biết đang đề xuất thêm nhiều khách sạn khác để làm điểm thu phí trước nhu cầu nhập cảnh ngày càng gia tăng. Cụ thể, Sở Du lịch Thành phố đã rà soát và tổng hợp danh sách 18 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký làm điểm cách ly có trả phí cho người nhập cảnh. Các cơ sở lưu trú du lịch này gồm một khách sạn 5 sao, 7 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao, 3 khách sạn 2 sao, tổng cộng 1.371 phòng. Cơ quan quản lý du lịch sẽ phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát, đánh giá trong thời gian tới để có thể đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đưa vào sử dụng những cơ sở lưu trú du lịch này nếu đạt yêu cầu. Liên quan đến việc khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành du lịch, Sở Du lịch thành phố cho biết đã làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố về kế hoạch triển khai các gói sản phẩm chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố trong những tháng cuối năm 2020.